Thanh Tùng xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc Hôm nay em lại tiếp tục làm video gửi đến các bác 6 sản phẩm âm ni ờ, Trong đó có những thương hiệu em xin giới thiệu qua này ờ, Có Pioner AD3, Pioner AD5 các bác nhé Và những con Chio Hôm nay sẽ thanh lý cho các bác một cái mức giá rất là tốt luôn Tí em sẽ báo tình trạng ạ Và tiếp đến là những con Sony này Chất âm hay và tầm giá thì cũng cực kỳ tình thương mến thương luôn ạ Uh, tiếp đến là những con CO 7300D các bác cùng tham khảo và cuối cùng là một con Denon non uh, PMA 830 các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, với tình trạng là bao đẹp bao zin cho các bác luôn và mức giá hôm nay chia sẻ cũng cực kỳ tốt ạ. Và tiếp là ba cặp noa. Đấy, hôm nay nhà em lại cập bến được ba cặp noa đẹp xuất sắc luôn để giới thiệu cho các bác ạ. Đầu tiên là một cặp noa rất là hiếm các bác nhá. Model của nó là Sonic 405 bass 40 cm. Đấy và một cái chung 16 cm và hai chung cao các bác nhá. Và hai tuyến tép giấy này, noa thì cực kỳ đẹp luôn, e căng tem cờ đầy đủ cho các bác ạ. Và tiếp đến là những cặp ba Bass 30, model của nó là Puner E700 các bác nhá. Dòng này là những dòng không màng màng không FP các bác nhá. Đấy các bác cùng ngắm này, đẹp xuất sắc luôn. Đấy dám khẳng định với các bác là như thế ạ. Và tiếp đến là một cặp Diatone, model của nó là DS35BMK2 cũng đẹp xuất sắc, e căng tem cờ đầy đủ, e căng em đã dựng ở đây nhá. Các bác cùng ngắm này, tất cả nó còn nguyên di nguyên bản luôn. Và hôm nay cũng chia sẻ cho bác và báo giá rất là tốt để cho các bác tham khảo những cặp noa uh, Sonic này, Pioneer và Diatone và tiếp đến là những con âm ni đấy cũng tầm giá thì quá là tình thương mến thương luôn. Các bác cùng tham khảo ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em Tùng Audio trên âm thanh bãi trực ninh nam định một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em cũng cho em tùng nút like nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review ạ và cũng không để các bác chờ lâu em sẽ đi vào quay thứ nhất này là mặt mũi và báo tình trạng máy móc và báo giá để cho bác tiện tham khảo những con âm đi tầm giá tốt chất âm hay và hình thức đẹp ạ và đầu tiên là một con Pewner model của nó là AD3 các bác nhá AD3 mặt vàng chanh này Các bác cùng ngắm ạ Một con âm đi cũng gọi là đẹp xuất sắc luôn Đấy đẹp xuất sắc luôn các bác nhá Tình trạng như mới luôn Cũng đánh hai cầu AB và A cộng B ba năng chỉnh bát tép này Có tính năng đau nớt chỉnh trên máy các bác nhá một vơ tổng và các cổng đầu vào bằng một nút vô cực các bác nhá ba năng cân hoa này đấy hình thức thì bao mới bao đẹp cho các bác luôn và tiếp là những phần ruột gan này, một cục tăng phô, hai tụng lọc nguồn và đánh bốn con sò than các bác nhá. Bốn con sò than nguyên zin nguyên bản này. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Tất cả men vỉ cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Men vỉ bao đẹp xuất sắc các bác nhá. Đây là còn nguyên keo của nhà máy các bác nhá. Keo của nhà máy đấy ạ. Đây các bác cùng ngắm này. Tất cả nó còn nguyên keo của nhà máy. Chưa có spa mông má tại Việt Nam luôn. Đấy, tất cả là nguyên zin, zin từng mối chấm hàn. Tiếp đến là những cái tuyến hậu này, các bác cùng tham khảo. Model của nó là Puner AD3 Điện 100V công suất tiêu thụ 110W các bác nhá Và đánh cho AB A cộng B trở kháng là từ 4 đến 32 ohm các bác nhá Từ 4 đến 32 ohm à, Và hôm nay cũng để luôn cho các bác Một cái mức giá là à, 2 triệu 500k Cho con Puner AD3 mặt vàng chanh Đẹp xuất sắc luôn Các bác cùng tham khảo ạ à. và tiếp tục là đến một con AD5A AD5A các bác nhá. AD5A này, cũng đánh hai cầu AB và A cộng B, ba năng chỉnh bát tép này, có tính năng lau nớt chỉnh trên máy ạ. Và một vơ nung tổng và các cổng đầu vào cũng bằng một nút vô cực các bác nhá. À, và có ba năng cân loa này và có tiếp thêm là có giải đánh direct các bác nhá. Direct là đánh thẳng luôn đấy ạ. Các bác cùng tham khảo này, cũng là mặt vàng chanh đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh này. Bao mướt mượt mượt cho các bác luôn. Và tiếp đến là những phần ruột gan này, một cục tăng phô nguồn xuyến nhé một cục tăng phô nguồn xuyến này và bốn con sò than cũng nguyên di nguyên bản 100% và hai tụ nọc nguồn đấy các bác cùng ngắm này keo cũng còn nguyên luôn tất cả còn nguyên di nguyên bản các bác nhé và mên vỉ này cũng bao đẹp xuất sắc luôn đấy ạ tiếp tục là những cái tuyến hậu ạ mô đen của nó là Puner AD5A các bác nhé Điện 100V công suất tiêu thụ 160W ạ đánh cho AB và A cộng B trở kháng là từ 4 đến 32 ôm Và em quay lại để cho các bác tiện tham khảo một con âm đi Tầm giá tốt, chất âm hay Mô đen của nó là Pioneer AD5A Hôm nay để cho các bác một cái mức giá là 3 triệu 200k 3 triệu 200 Một con AD5A hình thức đẹp, chất âm hay Những con này hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá. Còn những con này là sản xuất tại Malaysia, hàng xuất Nhật ạ Đấy, hai con này chất âm con nào cũng hay. Đấy các bác cùng tham khảo những cái mức giá hôm nay em bỏ em chia sẻ cho các bác là rất là tốt luôn để cho các bác tham khảo ạ. Và tiếp đến là những dòng Chio model của nó là K KA 3042 cái ạ. KA 3042 cũng đánh AB và A cộng B ạ. Và mặt mũi này các bác cùng ngắm ạ, không có một vết nông mèo, không một vết nông mèo các bác nhá. Còn rất mới rất đẹp luôn và đây có một uh, vết chảy xước nhỏ này đấy chảy xước nhỏ và gãy mất bốn cái cần gạt này gãy cái, cái, cái núm nhựa ở trên đấy á. gãy một cái núm nhựa ở trên và hôm nay vẫn chia sẻ cho bác một cái mức giá rất là tốt luôn đấy, rất là tốt nhá và đặc biệt những con này cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy ạ có tính năng lau nớt này cân loa thì bằng cần gạt các bác nhá cân loa bằng cần gạt một vơ nung tổng hình thức còn bao mới bao đẹp cho các bác luôn và tiếp là những phần ruột gan này các bác cùng ngắm ạ, những dây rắc còn rất là mới các bác nhá. Dây rắc còn rất là mới luôn, một cục tăng phô hai tụ lọc nguồn và đánh bốn con sò than này. Bốn con sò than của thương hiệu uh, Toshiba. Đấy, bốn con sò than thương hiệu Toshiba, nguyên di nguyên bản 100%. Mên vỉ thì cũng bao xuất sắc luôn. Đấy, bác nào không quan trọng về hình thức thì các bác nên chơi những con này. Kiểm soát rất là tốt những cặp noa Buxel, những cặp noa bát 25, chất âm cực kỳ hay luôn nhá. Và tiếp đến ạ, là những cái tuyến hậu các bác cùng tham khảo những cái tuyến hậu còn rất là tươi mới luôn. Mô đen của nó là Chio KA3042. Điện 100 đến 117 V ạ. Công suất tiêu thụ là 45 W. Và đánh cho AB và A cộng B. Trở kháng là từ 4 đến 16 ôm ạ. Từ 4 đến 16 ôm nhé. Các bác cùng tham khảo một con âm ni Chio KA3042. Đấy hình thức thì em quay đúng như trong video đây. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng đúng như trong video. Và hôm nay vẫn để cho các bác một cái mức giá cực kỳ tốt luôn Với một mức giá chỉ có 2 triệu đồng 2 triệu đồng Các bác không quan trọng về hình thức thì các bác có thể về cắm những cái nút nhựa vào đây Đấy, rất là ok luôn nhá Và các bác không cần những cái nút nhựa cũng được Vẫn còn những cái nút nhôm ở đây ạ Đấy, hình thức thì đúng như trong video này Một mức giá để cho các bác tham khảo một con âm ni tầm giá tốt là 2 triệu đồng ạ Và tiếp đến là những con Sony model của nó là TA1150D nhá 1150D hôm trước là 1150 Hôm nay là 1150D ạ à. Đánh cho hai cầu AB riêng biệt các bác nhá hai cầu AB riêng biệt Và có tính năng nâu nớt chỉnh trên máy này Có tính năng nâu nớt Và ba năng cân loa này Một volume tổng bằng cần gạt ạ à. Các cổng đồ vào này và đặc biệt là những con này thì các bác à, mua một được hai nhá các bác cũng có thể trở thành à, lấy những con này làm thành những con rề chỉnh âm sắc cực kỳ tốt luôn ạ và chất âm hay mặt mũi thì các bác cùng ngắm như trong video này không vết nông mèo không vết nông mèo không vết chảy xước các bác nhá quá mới quá đẹp luôn và tiếp là những phần ruột gan này zin từng mối chấm hàn ạ zin từng mối chấm hàn đấy dây rắc thì các bác cùng ngắm ạ tất cả nó còn nguyên zin nguyên bản luôn và một cục tăng phô này còn nguyên bụi tơ các bác nhá còn nguyên bụi tơ của nhật luôn đấy, chưa có sờ pa chưa có xịt bụi luôn đấy, tất cả nó còn nguyên di nguyên bản tám có sò than ạ tám có sò than này tảng nhiệt thì nâu đi thì các bác cùng ngắm ạ nó còn rất là mới các bác nhá đấy còn rất là mới luôn chưa có bị rôm rỉ luôn tất cả là bao mới bao đẹp luôn đấy ạ hai cục uh, tụ các bác cùng ngắm này rất to nhá rất to nằm ở giới ạ và tiếp đến là những cái tuyến hậu để tiện cho các bác tham khảo này, những cái tuyến hậu thì còn rất là mới luôn ạ, mô đen của nó là TA uh, Sony TA 1150D này, điện 100V công suất tiêu thụ 120W các bác nhá, made in Japan và đánh cho hai cầu uh, AB riêng biệt trở kháng là từ 4 đến 16 ohm, để các bác cùng tham khảo một con âm đi 1150D tất cả nó còn nguyên bụi nhật các bác nhá, còn nguyên bụi nhật luôn, bao mới bao đẹp luôn trước khi uh, các bác chốt bất kỳ một sản phẩm nào thì bên shop cũng sẽ hỗ trợ vệ sinh sạch sẽ luôn đấy tất cả mặt mũi từ trong ra đến ngoài ạ và hôm nay vẫn giao lưu cho bác một cái mức giá là uh, 2 triệu800k cho con ta 1150D đến từ thương hiệu Sony ạ và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em tùng audio chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em cũng cho em tùng nút like nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review ạ và tiếp đến là những dòng chio các bác nhá công suất lên đến 200W thì cực kỳ gấu khủng luôn Model đen của nó là 7300D 7300D ạ mặt nhôm phay xước các bác nhá mặt nhôm phay xước đánh hai cầu AB và A cộng B ạ AB riêng biệt và A cộng B này ba năng chỉnh bát tép một vơ tổng ạ có tính năng nâu nớt bằng nút vặn này Đấy, các bác cùng ngắm ạ Hình thức thì bao mới bao đẹp luôn Không một vết đôm rỉ Không một vết chảy xước Góc cạnh thì cũng bao cho các bác là xuất sắc luôn Xuất sắc ạ Tiếp đến là những tuyến ruột gan này Hai cục tăng phô nhá Hai cục tăng phô cực kỳ gấu khủng luôn Và bốn tụ nọc nguồn Đấy các bác cùng ngắm ạ Bao mới bao đẹp luôn Tất cả còn nguyên di nguyên bản các bác nhá Còn nguyên đai nguyên kiện đấy ạ Còn nguyên đai nguyên kiện này Đánh bốn con sò sắt nhá Đánh bốn con sò sắt sang ken bốn con sò sắt sang ken này sắt xi 7 màu cũng còn đẹp keng xà beng luôn mên vỉ thì cũng còn xuất sắc đấy ạ mên vỉ còn xuất sắc luôn các bác cùng ngắm ạ em quay rất chậm rãi và chi tiết để cho các bác tiện tham khảo những con âm ni tầm giá tốt và chất âm hay tiếp đến là những cái tuyến hậu này các bác cùng ngắm ạ những cái tuyến hậu còn rất là tươi mới luôn mô đen của nó là chio ka 7300d này điện 100 v công suất tiêu thụ lên đến 200 w ạ chở kháng ab a cộng b từ 4 đến 16 ôm các bác nhé từ 4 đến 16 ôm Các bác cùng ngắm một con em đi Tầm giá hôm nay cũng rất là tốt luôn Đấy, Sắt xi si từ trong đây đến ngoài Bao mới bao đẹp cho các bác luôn Và tình trạng mặt thì cũng bao cho các bác là như mới luôn nhá Như mới luôn Và hôm nay cũng để cho bác một cái mức giá là 2 triệu 800k 2 triệu 800 cho con Chio KA7300D Công suất tiêu thụ lên đến 200W thì cũng cực kỳ gấu khủng rồi Các bác kiểm soát tốt được những cặp loa bát 30 như ngày hôm nay em đang quay đây Đấy, các bác cùng tham khảo ạ và cuối cùng này là một con âm ni Denon PMA 830 những con này thì cũng là dòng thương hiệu của Denon rồi chất âm hay và tầm giá cũng cực kỳ tốt ạ cũng đánh hai cầu AB và A cộng B các bác nhá AB riêng biệt và A cộng B ba năng chỉnh bát tép này hình thức máy móc mặt mũi thì các bác cùng ngắm ạ đẹp xuất sắc luôn bao cho các bác là như mới nhá Đấy, những con âm ni này các bác cùng ngắm ạ nó chỉ thiếu thùng xốp thôi còn tất cả góc cạnh bao mới bao đẹp luôn và đặc biệt những con này cũng có tính năng nâu nớt bằng cần gạt các bác ạ, có tính năng nâu nớt bằng cần gạt này, ba năng cần noa, một vơ tổng, Đấy, tất cả các bác cùng ngắm ạ, quá mới quá đẹp luôn, một con âm đi đáng chơi và đáng siêu tầm, Đấy, và tiếp đến này và những uh, phần sắt xi, si. các bác cùng ngắm ạ sắt xi si này, chưa có nâu bụi thì các bác cùng ngắm ạ, còn rất mới luôn, một cục tăng phô nguồn xuyến nằm ở giữa rất là gấu khủng nhá, và bốn tụ nọc nguồn này, bốn tụ nọc nguồn và tiếp đến là những con sò Toshiba chữ đỏ nhá Tò sò Toshiba chữ đỏ Những con sò thương hiệu đấy ạ đấy, Luật gan thì các bác cùng ngắm ạ Tất cả nó còn nguyên bụi bông nhá Còn nguyên bụi bông luôn Những con âm đi đáng bỏ tiền ra để trải nghiệm ạ đấy, các bác cùng ngắm này bốn con sò Toshiba chữ đỏ Nguyên zin nguyên bản 100% Mên vỉ cũng bao cho các bác là zin từng linh kiện luôn zin từng mối chấm hàn Và tiếp tục là những cái tuyến hậu này Những cái tuyến hậu thì cũng còn xuất sắc ạ Mô đen của nó là Denon PMA 830 Điện 100V, công suất tiêu thụ 170W nhé. Và đánh cho AB và A cộng B Trở kháng là từ 4 đến 16 ohm Và em quay lại này Và báo giá luôn cho các bác tiện tham khảo những Con Omni PMA 830 của Denon Hôm nay chia sẻ cho các bác một cái mức giá là 4 triệu 800k 4 triệu 800 Một mức giá để cho các bác là đáng bỏ tiền ra để trải nghiệm À, những con âm ni tầm giá và chất âm hay, Đấy, các bác cùng tham khảo và hình thức thì cũng bao mới bao đẹp cho các bác luôn, các bác cùng ngắm ạ. Và tiếp đến là những cặp noa à, hôm nay sẽ giới thiệu đến cho các bác này, rất là đáng chơi luôn, các bác cũng có thể nghe nhạc chuyên nghiệp. À, những cặp noa này thì nghe nhạc chuyên nghiệp cực kỳ tốt rồi và có thể là các bác có thể kẹt vang và chơi karaoke gia đình rất là tốt cho những cặp noa này. Đấy, sở hữu một uh, đầu tiên xin giới thiệu với các bác là một cặp noa sonic nhé. Sonic đây các bác cùng ngắm này uh, tem là Sonic Đấy, Sonic nhá sở hữu một bát 40 cm sở hữu một bát 40 cm các bác nhá màng giấy này màng giấy gân vải nụa nón tẩm dầu nguyên zin gân vải nụa tẩm dầu nhá và một tuyến trung 16 cm này và hai tuyến trung cao và hai tuyến tép giấy các bác cùng ngắm ạ một uh, cặp noa xuất sắc luôn thùng vách thì bao cho các bác là góc cạnh này còn rất mới rất đẹp luôn nhá Các bác cùng ngắm ạ Còn rất mới rất đẹp luôn Và tiếp đến là những cái tuyến giới này Một chiếc uh, noa giới Đấy các bác cùng ngắm ạ Tất cả nó còn nguyên di nguyên bản các bác nhá đấy, Chưa có sờ pa mông má gì luôn Còn nguyên chất bãi đấy ạ Và hôm nay chia sẻ cho các bác những cái mức giá rất là tốt luôn Đấy các bác cùng ngắm này Những cái tuyến bát này Những cái rốn vải nhá Những cái rốn vải rất là mềm luôn Còn nguyên di nguyên bản ạ một cặp noa cực kỳ gấu khủng các bác cùng ngắm ạ, góc cạnh này, Nớt si màu vàng, màu nâu vàng vân gỗ các bác nhá. Màu nâu vàng vân gỗ. Đấy, các bác cùng ngắm này. Một cặp loa rất là đáng chơi của hãng Sonic nhá. Hàng xuất Mỹ đấy ạ. À. Hàng này là hàng xuất Mỹ các bác nhá. Mô chiều cao của nó. À, em xin đọc uh, thông số này. Thông số chiều cao. Uh, chiều cao là 66cm. Rộng 44 và sâu cả e căng là 28cm các bác nhá. Đấy. Và tiếp là các bác cùng ngắm này. Tuyến đình. Em có kê okay nên... Uh, ở chỗ nhà em nó hơi chặt một chút thì em có kê nên này để quay cho các bác tiện tham khảo Tuyến đình góc cạnh các bác cũng ngắm ạ Không một vết chảy cạnh các bác nhá Góc cạnh bao cho các bác là đẹp xuất sắc luôn Và tiếp tục là những cái tuyến hông này Đấy. Những cái tuyến hông các bác cũng ngắm ạ Nớp si còn rất là tươi mới ạ Nớp si còn rất là tươi mới luôn các bác nhá Đấy. Hai chiếc như một luôn Góc cạnh ạ rất là đẹp ạ Và tiếp tục là những cái tuyến hậu này các bác cùng tham khảo này những cái tuyến hậu màu đen của nó là Sonic AS 405 ạ à. những cái tuyến hậu bao cho các bác là xuất sắc luôn đấy xuất sắc các bác nhá những cái tuyến hậu sơn còn rất là tươi mới luôn và tiếp tục là những cái tuyến hông này những cái tuyến hông các bác cùng tham khảo si còn rất là tươi mới luôn ạ à. si còn rất là tươi mới góc cạnh bao cho các bác là đẹp xuất sắc luôn và em quay lại đọc thông số này và báo giá cho các bác màu đen của nó là Sonic các bác nhá Sonic này Uh, chở kháng là 8 ôm công suất là 110 w made in Japan này Tokyo Tokyo đấy ạ các bác cùng tham khảo một cặp noa bát 40 cm uh, của thương hiệu Sonic hàng xuất Mỹ nhá hàng xuất Mỹ và hôm nay uh, chia sẻ luôn cho các bác này và báo giá để cho các bác tiện tham khảo một cặp noa bát 40 cm màng giấy này gân vải nụa nõm tẩm dầu này và một tuyến trung 16 cm và hai tuyến trung cao này và hai tuyến tép giấy Hôm nay để cho các bác một cái mức giá rất là tốt luôn Để cho các bác tham khảo và trải nghiệm những cặp noa này Hôm nay để cho bác một cái mức giá là 5 triệu 500k 5 triệu 500 Một mức giá chia sẻ cực kỳ tốt luôn đấy, Có những thời điểm những cặp noa này rất là cao tiền đấy ạ Rất là cao tiền nha các bác nhá Hôm nay chỉ có bên shop Thanh Tùng sẽ chia sẻ cho các bác những cái cặp noa Rất là đáng chơi và đáng sưu tầm như thế này thôi ạ Và đây ạ, e căng, em có e căng này tem cờ đầy đủ cho các bác luôn đấy tất cả nó còn nguyên zin không gãy một mắt nào các bác nhé không gãy một mắt nào luôn nguyên zin nguyên bản căng gỗ ạ à. đây là những cái tuyến căng gỗ các bác nhé nguyên zin nguyên bản này tem cờ đầy đủ luôn các bác cùng tham khảo một mức giá là 5 triệu 500 k và tiếp đến là một cặp noa pioneer này đấy, các bác cùng ngắm này một cặp noa huyền thoại luôn một cặp noa huyền thoại các bác nhé cũng e căng vải bố nguyên zin đấy B e căng vải bố nguyên zin cái tem của nó nó hơi cũ một chút thì em đã tháo ra và đã spa. Đấy để cho các bác uh, nhìn cho nó đẹp. Đấy, các bác cùng ngắm này. Tất cả e căng vải bố nguyên zin, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Từ trong ra đến ngoài này, các bác cùng ngắm ạ. Tất cả còn rất mới rất đẹp luôn, rất mới rất đẹp ạ. Các bác cùng tham khảo một uh, uh, cặp e căng cực kỳ đáng chơi luôn. Và tiếp là quay lại những cái tuyến loa để cho bác tiện tham khảo này một cái bát 30cm nhá, màng giấy, gân vải nụa nguyên zin, gân vải lụa còn rất mềm các bác nhá, rất là mềm luôn. và một tuyến trung giấy này, một tuyến trung giấy, và một tuyến tép kèn và hai vi tinh chỉnh cho giải cao phía đằng trước, loa thì được nặng xi uh, si gỗ các bác nhá, được nặng gỗ ạ. À. em xin lỗi nhá, được nặng gỗ chứ không phải là xi si gỗ, à. được nặng gỗ, đấy, rất là đẹp luôn. và tuyến trên này, bát 30 cũng là màng giấy, gân vải lụa, tuyến trung giấy này và một tuyến uh, tép còi, các bác cùng ngắm ạ hai vị tinh chỉnh noa thì một cặp noa rất là đáng chơi luôn rất là lâu rồi em mới sưu tầm được những cặp noa e 700 nha các bác nhá rất mới rất đẹp luôn và hôm nay chia sẻ cho các bác những cái mức giá rất là tốt luôn đấy ạ và thông số chiều cao chiều cao là 67 cm rộng 38 và sâu cả e căng là 30 cm các bác nhá để các bác cùng ngắm này một cặp noa góc cạnh này bao cho các bác là vuông thành sắc cạnh luôn không có bể nở sứt sẹo gì tất cả nguyên di nguyên bản luôn các bác nhá nguyên di nguyên bản các bác cùng ngắm ạ và tiếp tục là những cái tuyến hông này và em quay tuyến đình để các bác tiện tham khảo này tuyến đình góc cạnh nha các bác nhá còn xuất sắc luôn Đấy, xuất sắc luôn không có bể nở sứt sẹo gì và tiếp là những cái tuyến hông này nớp nặng gỗ còn rất là tươi mới các bác nhá nớp nặng gỗ còn rất là tươi mới luôn Đấy, trên giới như nhau còn rất mới rất đẹp ạ và tiếp tục là những cái tuyến hậu ạ các bác cùng tham khảo này những cái tuyến hậu này màu sơn còn rất là tươi mới các bác nhá đấy màu sơn còn rất là tươi mới luôn các bác cùng tham khảo rất mới rất đẹp luôn những cái tuyến hậu ạ và tiếp tục này là những cái tuyến hông nặng gỗ các bác cùng ngắm ạ vân vèo rất là gấu khổng ạ vân vào rất là đẹp các bác nhá và em quay lại đọc thông số và báo giá cho các bác mô đen của nó là Pioneer này CSE 700 Pioneer CSE 700 trăm à công trở kháng là 8 ôm các bác nhá, công suất là 60W này, made in Japan. Đấy các bác cùng tham khảo. Và tiếp là có một uh, vi tinh chỉnh đằng sau các bác nhá. Đấy một giải đánh 3 way này, 2 way này hoặc full này. Đấy full tất cả các giải các bác nhá. Đấy các bác cùng tham khảo. Và em quay lại và báo giá cho các bác cặp loa Pioneer E700. Tất cả nguyên zin nguyên bản, e căng tem cờ đầy đủ. Và hôm nay để cho bác một cái mức giá là 7 triệu đồng, 7 triệu đồng cho cặp Pioneer CS E700 những cặp loa no này thì các bác nghe nhạc chuyên nghiệp thì cực kỳ hay luôn đấy những dòng nhạc xưa những dòng nhạc năm bốn năm bảy đấy ạ những năm dòng nhạc năm bảy của thanh tuyền à, thì các bác nghe thì những dòng này thì miễn bàn luôn đấy các bác cùng tham khảo ạ và cuối cùng là một cặp diatone này đấy những cặp này thì các bác chơi đa thể loại nhạc luôn các bác nhá đa thể loại nhạc luôn Giạc mạnh này, nhạc trẻ và nhạc xưa cũng cực kỳ hay luôn Đa thể loại luôn, Đấy, và hôm nay mức giá thì chia sẻ cũng rất là tốt để cho các bác tiện tham khảo. E căng tem cờ đầy đủ các bác nhé E căng nguyên zin này, những cái vải những cái vải nguyên zin luôn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Tất cả nguyên zin nguyên bản. Đây là những cái này là không phải bục đâu các bác nhá. Đây là những cái chân đế nó đè vào, Đấy, những cái chân đế nó đè vào nhá. Tất cả e căng này tem cờ còn rất mới các bác nhá. E căng còn nguyên zin luôn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Còn rất mới rất đẹp ạ. Và tiếp này em sẽ quay lại tuyến loa để giới thiệu thêm cho các bác này Sở hữu một cái bát 30cm màng giấy gân vải nụa tẩm dầu nguyên zin Đấy gân vải nụa tẩm dầu nguyên zin các bác nhá Đấy các bác à, không thích chơi gân vải thì em sẽ hỗ trợ các bác thay những cái gân mút uh, xịn nhất bên shop luôn Đấy và một tuyến chung giấy này một tuyến chung giấy và một tuyến tép đôm hai vi tinh chỉnh cho giải cao phía đằng trước mặt mũi hình thức thì các bác cùng tham khảo này rất mới rất đẹp luôn Nòa không một nỗi nầm nhá, Nòa không một nỗi nầm Và tuyến bát trên này Cũng là bát 30 màng giấy gân vải nộ nguyên zin các bác nhé Các bác uh, uh, không thích chơi gân vải nữa thì để uh, shop sẽ hỗ trợ các bác làm lại những cái gân mút này Xịn nhất luôn nhá, Các bác cùng tham khảo Một tuyến trung giấy, một tuyến tép đôm Hai vi tinh chỉnh cho giải cao này Các bác cùng ngắm mặt noa thì bao cho các bác là vuông thành sắc cạnh Xuất sắc luôn và chiều cao là 67.5 cm, rộng 36.5 cm và sâu cả e căng là 33 cm các bác nhá. Tiếp là những cái tuyến đình này để cho các bác tiện tham khảo này. Nặng gỗ nhá các bác nhá, thùng gỗ, nặng gỗ, đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh. Và tiếp là những cái tuyến hông này. Các bác cùng tham khảo những cái tuyến hông cũng nặng gỗ nhá. Bao đẹp xuất sắc luôn, Đấy, không một vết bể nở xước sẹo nào. Và tiếp là những cái tuyến hậu này, có rep rai trái phải các bác nhá có rep rai trái phải các bác cùng ngắm này rất mới rất đẹp luôn Đấy, những tuyến sơn si còn rất là tươi các bác nhá còn rất là tươi luôn và tiếp tục là những cái tuyến hông này bao cho các bác là vuông thành sắc cạnh không có bể nở sứt sẹo gì noa thì bao mới bao đẹp luôn và quay lại để báo thông số cho các bác tiện tham khảo này mô đen của nó là diatone uh, DS 35 bmk 2 giải tần từ 35 đến 20.000 20 HZ trở kháng 6 ohm công suất là 80W các bác nhé 160W cho cả cặp Và các uh, những dòng loa no này thì các bác nghe đa thể loại nhạc thì rất là ok Đấy, Tiếng bát rất là nực các bác nhé Tiếng bát rất là nực luôn Và hôm nay vẫn là chia sẻ cho các bác cái mức giá là cực kỳ tốt luôn Đấy, Hôm nay để cho các bác một cái mức giá là 3 triệu 800k 3 triệu 800 cho một cặp Diatone DS 35B MK2 nhé Đẹp xuất sắc các bác ạ Các bác cùng tham khảo và e căng tem cờ đầy đủ luôn Đấy, tất cả cam Nguyên Zin, và em sẽ quay lại này, những cặp noa Diatone à, mới một mức giá là 3 ,8 triệu 8, à, Puner E700 là 7 triệu, và một cặp Sonic này đấy à, là 5, ,5 triệu 500k, các bác cùng tham khảo. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em, Tùng Audio, Chuyên âm Thanh Bãi, Trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc, và xem video của em cũng cho em tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review ạ. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video, hẹn các bác vào những video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.